với giọng hát chèo trời phú, lối diễn hài dí dỏm, diễn xuất sân khấu kịch sâu lắng, nghệ sĩ nhân dân Quốc Anh đã ghi dấu ấn trong lòng công chúng với nhiều vai diễn để đời như Quan Lớn Về Làng, Dâu Quặp, Oan Khuất Một Thời, yêu nghệ thuật và nghiêm túc với nghề. Trong suốt quá trình lao động, cống hiến cho sân khấu chèo, sân khấu chính kịch và sân khấu hài, những vai diễn của nghệ sĩ nhân dân Quốc Anh dù là hài hước nhưng vẫn mang tính chất giáo dục thẩm mỹ cao. Nghệ sĩ nhân dân Quốc Anh đã giành được 10 huy chương vàng tại các hội diễn lớn trên toàn quốc. Năm 2016, ghi nhận những công lao và đóng góp của nghệ sĩ nhân dân Quốc Anh với nền nghệ thuật nước nhà, ông đã được nhà nước trao tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân. Tháng 5 năm 2018, nghệ sĩ nhân dân Quốc Anh đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội bổ nhiệm quyền giám đốc chèo Hà Nội. Hãy cùng gặp gỡ nghệ sĩ nhân dân Quốc Anh, người diễn viên đa tài, sâu sắc, người đã dành trọn vẹn thanh xuân cống hiến cho nền nghệ thuật Việt Nam.